Tò mò vì thanh thép xoắn đôi nằm giữa vườn, cầm lên xem lập tức ói mửa khi nhận ra đó là ngỡ là dây thép xoắn bỏ quên giữa vườn. Nhưng đến khi tới gần, cả nhà mới vỡ lẽ vì sự thật khủng khiếp này lại xuất hiện ngay trong vườn nhà mình. Một gia đình người Úc với một bữa tiệc ngoài trời tại phía sau vườn nhà mình đã vô tình phát hiện một vật lạ đang xoắn lại, đang di chuyển trên bãi cỏ. Tò mò mới tới gần, cả nhà sợ mất mật khi phát hiện ra sự thật khủng khiếp ngay sau đó mà họ chưa hề được chứng kiến. Khi tiến lại gần, thứ họ nhìn thấy không phải là thanh thép xoắn đôi, chính xác hơn là hai con rắn đang quấn lấy nhau. Cảnh tượng đó làm nhiều người run rẩy và bỏ chạy ngay lập tức. Không phát hiện ra có sự xuất hiện của con người, hai con rắn vườn tiếp tục tiến về phía trước với hình ảnh chúng cuộn xoắn lại với nhau. Sau khi chụp lại được hình ảnh của hai con rắn này, nhiều người đã có ý kiến. Chúng là những con rắn bụng đỏ, sống nhiều ở Úc, khả năng sinh trưởng của chúng rất ổn định, thường sống ven các hồ nước con đập, khu rừng nhiệt đới. Việc chúng xoắn lại với nhau là việc giao phối giữa con đực và con cái. Con đực sẽ ra sức bảo vệ con cái tới cùng và chúng thường di chuyển như vậy trong nhiều giờ. Tuy vậy, cũng còn rất nhiều điều bí ẩn về loài động vật huyền diệu và nguy hiểm bậc nhất trên thế giới cần được khám phá. Tại sao đêm đến trời lại tối, bí ẩn 200 năm nay mới có lời giải đáp? Trên đời này vẫn có những bí ẩn chẳng ai có thể giải đáp. Vì sao có ngày và đêm? Câu hỏi này không hề đơn giản như bạn tưởng. Trong hàng thế kỷ, có một bí ẩn đã làm đau đầu rất nhiều nhà khoa học mà không thể giải đáp. Đó là câu hỏi vì sao ban đêm trời lại tối. Bạn có nghĩ câu hỏi này có ngớ ngẩn không? Theo thường thức, ai cũng biết rằng trái đất xoay quanh mặt trời và tự xoay quanh chính nó. Thế nên, mặt nào quay vào mặt trời sẽ là ban ngày và khi quay đi sẽ là ban đêm. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, con người đã sớm biết rằng vũ trụ là vô hạn và cũng ngần ấy ngôi sao hiện diện trong đó. Mỗi ngôi sao đều phát ra ánh sáng của riêng mình, vậy thì không thể có chuyện có thời điểm trái đất tối đi được. Nhưng sự thật là chúng ta vẫn có ngày và đêm, tại sao? Câu hỏi này được Heinrich Olbers, một nhà thiên văn học người Đức đặt ra vào năm 1823, mang tên nghịch lý Olbers. Tuy nhiên sau đó, các chuyên gia ước tính rằng vũ trụ chỉ có khoảng 100-200 tỷ thiên hà trong khoảng quan sát được và chừng đó là không đủ phủ kín bầu trời cũng như chiếu sáng màn đêm của trái đất. Vậy là nghịch lý Olbers chẳng còn là vấn đề nữa. Có điều, bằng công nghệ hiện đại ngày nay, các nhà khoa học xác định được rằng vũ trụ có ít nhất 2.000 tỷ thiên hà trong khoảng quan sát được. Con số này là quá đủ để chiếu sáng mọi tinh cầu trong khoảng cho phép. Và một lần nữa, nghịch lý Olbers lại hiển hiện làm đau đầu các chuyên gia. Thực ra, ngay từ thời điểm đưa ra nghịch lý, Olbers đã đặt ra một giả thuyết để trả lời cho vấn đề này. Theo ông, có một lớp mây halo chen giữa trái đất và các vì sao khác, chặn ánh sáng lại. Tuy nhiên, phải đến 200 năm sau đó, giả thuyết này mới được chứng minh là sự thật. Người đứng đầu nghiên cứu chứng minh giả thuyết của Olbers là giáo sư Christopher Kosirai, nhà thiên văn học thuộc Đại học Nottingham. Bằng các thử nghiệm quan sát quang phổ ánh sáng trên bầu trời đêm, giáo sư xác nhận được sự tồn tại của một lớp mây halo trong vũ trụ. Theo Kosirai, các thiên hà chứa số lượng sao đủ để phủ kín cả bầu trời của chúng ta. Tuy nhiên, hầu hết ánh sáng từ các thiên hà xa xôi đó đã bị đám mây halo chặn lại. Đó là giả thuyết do Olbers đặt ra nhưng bị người đời bác bỏ. Và cho đến nay, chúng ta chứng minh được nó là thật, Kosirai cho biết.